Trong tập trước thì mình đã tốn thêm 2.000 nhựa nữa, tổng cộng là 4.000 để farm nhiên liệu mang chiếc rực, với hy vọng rằng mô tàu của tôi sẽ mạnh hơn nữa. Và như các bạn thấy đó, thì thất bại liên tiếp. Và chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ tới chết để ra được cái bộ đẹp nhất, nhiều nhất, nhiều kích revenue nhất, nhiều tinh thông nhất cho đường chủ của chúng ta. Vì một đường chủ mạnh hơn Alekino. Tập 3 chúng ta sẽ thay đổi một xíu về tâm linh, để chúng ta hy vọng rằng có một gì đó tốt lành trong những lần nhựa tiếp theo. Đó, cho nên là chúng ta sẽ đưa vào cái đội hình này. Thật ra cái đội hình này là chơi cho vui chứ không có giá trị thực chiến trong La Hoàng, chỉ là do cái bí cảnh này nhiều hỏa quá, cho nên là chúng ta chơi đội hình này thôi. Khuếch tán thủy và thủy, chỉ có thủy. Gần gần rồi đó, gần gần chỗ này, gần gần rồi đó, gần gần rồi. Cảm giác như cô này với cái C6 của mình, cổ đang làm rất tốt công việc. Tiếp tục. Mày chưa me dữ chưa? Anh liền. So far so good. Mặc dù là không ra được những cái dòng chính mong muốn, nhưng mà với cái con Mona C6 này thì vẫn ra được đồ đúng đồ, cho nên chúng ta mình tiếp tục. Ừ, rồi bắt đầu lên đấy. Không phải, lên chưa vậy? Well, chúng ta chưa biết được, 30 chưa phải là Tết. Có vẻ như là cung mệnh 6 của Mona để giúp cho cái tỷ lệ lất nó tăng lên cao hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, ok, cuối cùng. Im lặng cái chừng. Phá lại. Tại sao? Ok, coi như là cuối ngày thì mình sẽ không nói rằng mình sẽ sử dụng con Mona C6 này để mình ra nhựa cuối cùng nữa ha. Không có ý khoe đâu ha. Thật sự không có ý khoe gì ở đây cả nhá. Nào, đây là một ngày hiếm hoi chúng ta có nhiều ứng cử viên như thế. Đầu tiên chúng ta khởi động bằng cái thứ nguyền rủa trước đi. Nhưng mà ạc này chắc là phải nên khởi động đi ha. Muốn thử vô tinh thông nè. Phòng ngự nè. À, cái đầu tiên nó sẽ tỷ lệ bạo. Tốt không? Ok, dùng. Rất tốt. Rất tốt. Cái thứ hai là một, hình như là mình có hai bông hoa phải không nhỉ? Nó mắc rôn tinh thông kìa. Quên sắc là già, anh còn 20 vô luôn hết á. Nồi luôn. À rồi, nó hết rồi. Nó hết rồi. Lòng vẫn quặn đau nha các bạn. Mặt này là lòng vẫn quặn đau đấy, chứ không phải không đâu. Còn một cái ly hỏa đúng không? Ly hỏa không? Opium, copium của Hạo này. Wow. Nhưng mà chúng ta có được một cái khởi động rất là tốt với ngày đầu tiên cùng với Mona C6. Không có ý khoe. Ok, và ngày mới, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không cần sẽ thử một nhân vật khác không phải là Mona C6 nữa ha. Thì chúng ta sẽ thử Yelan đi. Từ. Thật ra nhá, nó chưa được đâu, nhưng mà cứ tin tưởng đi ha. Còn những combination này anh thấy nhiều lắm rồi đúng không?
Tại sao? Ok, cứ thử rồi. Cũng thử được. Cũng thử được. Nhưng mà cái 5.4 này ám hơi nhiều nha. So far chúng ta... Ê, tính ra là... lóc được cũng khá nhiều đúng không? Mặc dù toàn là... hút cúp vô mà... À. Ok, và tiếp tục với quý cô Yelan. Ê! Wow, hôm nay sẽ là một ngày cháy máy. Có vẻ như mọi thứ đang kha khá thành công ở giai đoạn đầu. Chúng ta sẽ có thể tiếp tục với lại quý cô đặc vụ ngầm Di Duê Dê Lan. Nhiều hơi nhiều nha. Ok, ít nhất là 3 món để mình trap được cái gì đó ha. Wow. Hôm nay tự nhiên lại nhiều hơn mọi ngày nhỉ? Mình đi. Ừ. Các bạn biết cái gì ở gì? Mình sẽ không còn overreact những thứ mà không nên overreact. À, tiếp theo sẽ là một cái thứ nguyền rủa mang tên đồng hồ tinh thông của set này. Tới à, cái này chơi, cái này chơi. Tới rồi. Đây sẽ là thứ 30% phòng ngự. Chúng ta hãy chờ 5 phút để hút vô chỗ này. Ok. Này chắc sao mà ra đúng không? Sao mà ra đúng không? Các bạn comment phía dưới coi nó có ra không ha. Các bạn comment phía dưới thôi. Ừ. Five minutes later. 15 với 6 27. Tất cả tài hào. Ok, và chúng ta đã tới qua Mona, chúng ta qua Yelan rồi, thì bây giờ chúng ta tới cái Furina đi nhỉ. Furina thì chắc mình phải triệu hồi băng lính này, ghê quá. Ngày xưa là mình triệu hồi kẻ xin nước nguồn, giờ mình triệu hồi băng lính coi như thế nào. Ây à, hành trình này sẽ cái gì vậy? Cái gì vậy? Hành trình này nó sẽ dài và đau khổ. Chúng ta tiếp tục. Ý gì nhầm nhầm. Chúng ta tới tiếp tục cái Furina nha. Mép nữa là lộn sang Yelan, cái xong nó ra hai đồ ngon thì úi xời. Này, cái này thì cũng được, cũng được. Offset Lilo cũng được. Do là nó có cái 40 bốn mấy lận nhưng mà thôi thì cứ nâng cũng được đi. Ok, tiếp tục. Cảm giác như là ba con bé này nó không hay lắm nhỉ. Mình trọng kính cái đi. Và nó không ổn thật. Ok, cảm giác như câu chuyện không được hên lắm nhỉ. Cảm giác như Furina đang có hơi hiềm khích hay không? Chắc chắn là có hiềm khích rồi. Giận rồi. C3 lận mà chị. Chị C3 lận mà. Đây là cơ hội cuối cùng. Chúng tôi xin được giới thiệu Furina C3 cầm Kainisut sẽ là người kết thúc màn trình diễn ngày hôm nay. Ba diễn viên phụ là ba con bé.
Vô. Nó thiếu tinh thông quá nha, nó thiếu tinh thông và tỷ lệ nha. Rồi. Và kết cục của màn trình diễn của quý cô Purina de Fontaine là chúng ta có lần trước nè. Và cuối cùng sẽ là một cái nón sát thương bạo cũng hai dòng HP ngự sẵn. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục. Ai the next day. Ok, và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên sẽ tìm kiếm cho chúng ta những thánh nhân vật mạnh mẽ như Hu Tao. Kazuha. Why? Ai. Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn đây. Cơ hội thứ hai cho anh Hệ Phong để có một cái đồ ma nữ cực kỳ đẹp, tỷ lệ sát thương một kích cho Hu Tao. Gì vậy? Trời ơi, gì vậy? No. Đây là gì vậy? Anh Kai Dehara Kazuha thân mến, anh đừng có như vậy. Làm ơn. Anh đừng phải, anh không phải hiền nhân, anh đừng có hiền nhân như trong chỗ này nha. Cái gì vậy? Rồi gì bảy hiền nhân vậy? Giờ tôi sợ rồi nha. Tôi sợ rồi nha. Không lẽ thiệt. Không lẽ ngày hôm nay chỉ có hiền nhân thôi hả? Hả? Thiệt hả? Không lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ có hiền nhân bốc lửa hả trời? Thiệt hả? No. Đừng. Làm ơn. Mà nữ. Cuối cùng cũng có. Ok. Ok, hy vọng có cái đồ này chơi được. 11 món mà chỉ có một món. À, chính xác là hai món ma nữ và một món có thể roll mà là tấn công chứ không phải là HP. Coi đi về đâu. Ừ, chắc chắn nó không đi về đâu rồi. Thảm họa. Phải nói là thảm họa. Ê à, khởi đầu không mấy suôn sẻ lắm hen. Skip đi. Là gì nào? Mày nha. Yeah. Cảm giác hôm nay sao sao á. Mọi người cho xin tí lất được không? Xin tí thôi. Tí thôi. Bắn tim nè. Đó. Tí thôi. À, đáng xin có thể suy ngẫm được, có thể suy ngẫm được. À, phút cuối mình để cho chị Mona làm đi. Cuối này, cuối ngày này, toàn bộ niềm tin vào đây này. Rồi sao là sát thương của Tố Thảo?
là sẽ đụng với Tô Thảo. Nhưng mà cô cái này ai à, vậy là hôm nay chúng chỉ được có hai món nữa các bạn. Cô thấy số 21 rồi, nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ là một cái đồng hồ tinh thông nguyên tố tấn công tỷ lệ phong ngữ. The next day. Ok, và lại lên một ngày trầm cảm lại tới. Bữa nay mình sẽ quay về cái người mà đã làm cho mình có những bộ những di vật ngon khóa sớm. Đó là Mona C6. Không có ý khoe đâu nha, Mona C6 thôi nha. Ok, rất là các bạn. Sao ra thế chà. Sao ra thế này. Lần này chúng ta sử dụng Yelan. Skip luôn. Ê. Cái gì ấy? Này thì skip luôn này. Cái này là anh Long C2 trở lên chơi nè. Không, anh Long C6 chứ. Ôi ôi, tại sao mày là Lý Tinh Thông? Cái option này mày là đồng hồ tinh thông chơi này. Thôi dẫn luôn. Còn này thì cúp này. Cảm giác là mình phải skip thì mới ăn. Nhưng mà ăn cái này là ăn à. Ê. Đồ mạnh nhất á, số 1 Number 1. Set cho Clee. Wow, chuẩn. Đưa ra một cái đó. Cái này là tinh thông HP thứ là mém dòng chính bắt đầu đúng rồi đó. Nhưng mà dòng phụ nó hơi sai thôi. À, liệu sẽ tuyệt vời hơn nữa khi có hai dòng tấn công. Ok, hên quá. Ok, hên. Hên quá. Ok, hai dòng tấn công luôn. Hôm nay là hai dòng tấn công sẵn sàng tới rồi đó. Ngày mới bắt đầu. Ngày hôm nay thì sẽ hơi khác một chút, là chúng ta sẽ không có một giọng nói nào đó ngoài trừ mình ha. Chúng ta sẽ không có Hảo ở đây. Tại vì mình cảm giác như mấy ngày nay có hơi có căng á. Cho nên là mình thử mình lén lén mình làm thử để coi ha. Để coi để xem như thế nào. Chưa khởi động bằng hai món mà thử liền. Mặc dù là nó vẫn gọi theo quan điểm của mình là phế á, nhưng mà ít nhất là mình có dấu hiệu, đúng không? Ít nhất là mình có dấu hiệu. Từ thấy bắt đầu nó hơi căng vậy, từ. Bác đi. Hơi kỳ nha. Trời ơi. Hiệu quả nào HP, nên hiệu quả nào phòng ngự. Ai da, không lẽ không có Hào không chơi được ta. Mà sao kết quả này nó tệ vậy? Oh no, không được rồi, không ổn rồi. Mình cần cú chém của anh Kazuha. Gần cú skip của Perry. Vậy là kết luận là không có Hào không được hả? Tôi không thích kết luận này chút xíu nào. Ngày mai sẽ thử lại.
Ok, ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chứng minh rằng không có Hạo chúng ta vẫn làm được. Cho nên là không có Hạo ở đây. Ok, chỉ có mình thôi. Vậy thì sao mà ôi trời ơi. Trời ơi, nó như thế này luôn mà. Trời ơi, tại sao mình lại hiền nhân? Ok, tôi nâng luôn. Dù nó là hiền nhân nhưng mình là sẽ nâng. Hết ngày hôm nay mình sẽ nâng. Hai nón nha. Hai nón ngự nha. Tôi ghim cô bé này rồi nha. Bây giờ này nón nhiều nha. Hôm nay nón rất nhiều nha. Phải ra cho tôi hai món ma nữ nè. Một món ma nữ nè. Động ngự ha. Ai da, vậy là chúng ta sẽ chỉ có một cái hiền nhân bốc lửa. Nào, bây giờ mình cũng chẳng biết expect cái gì nữa các bạn à. Nó mềm. Mọi thứ một dòng á. Nhưng mà đây là mọi thứ một dòng. Hay thế cơ chứ. Để xem kết cục nó như thế nào. I mean it's alright, like mày quá nó mìn. Mày quá nó mìn. Ok, và sau 2 ngày không có Hạo thì Hạo quay lại rồi đó mọi người. Ừ. Thì hiểu ha. Và mình nghe nói rằng bên kia Hạo nó không tâm linh gì cả, cho nên mình cũng không tâm linh gì luôn. Cứ chờ tới luôn. Ok. Mình cứ theo vậy đi. Ủa vậy là có vậy có tính tâm linh không ta? Cái hai nón. Ủ. Âu. Cái này bỏ. Cảm giác như nó đang hướng dần về hiện nhân em. Nó đang hướng dần về hiện nhân á. Nghe nói như nhựa này sẽ có khả năng ra hai hiện nhân. Cứ cái tầm này sẽ là hai hiện nhân này. Để tôi xem tôi có đoán đúng không. Ok. Nó thật ra là mình set up là 3 trong 4 cái là HP phần trăm sát thương tỷ lệ tinh thông. Đó, cho các bạn chưa biết thì 3 trên 4 thì được xác nhận là khóa. Ok. Nhưng mà sao lại lo không? Khúc này là sẽ ra hai hiền nhân, anh nghĩ vậy. Để nó 3 lần lại. Nó né thấy không? Mình cứ tin tưởng là hai hiền nhân đó sao. Ê, có một cái mà combination rất là hay, sát thương với nhau cộng tinh thông. Lúc nào cũng thấy cái này. Thử coi nó đi tới đâu. Tôi ok, chúng ta im lặng. Chúng ta câm lặng. Sắp hết tập 3 rồi.
Ok, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng cái tập 3 này. Thì các bạn cũng nhìn 9 ngày trước đó thì một sự hai tập liên tiếp rồi đó. Ồ, nó lạ lắm mọi người, chưa có đồ. Thì hy vọng là mình hổ biết một xíu nha, là ngày cuối cùng thì mình sẽ có một ngày nào đó bùng nổ đi với hai món được khóa đi. Okay. Hoặc một món được khóa cũng được, nhưng không phải là lâu ra được. Không nhiều quá. Đầu tiên là hai nón ha. Ok. Có vẻ được, Ok, lại lông. Mà nó suy nghĩ được. Không phải cho, không phải, ý là không phải cho anh tao, nhưng mà cho các nhân vật khác. Thật ra có nhiều lông lắm rồi cho nên là thôi. Nhưng là 40 CV okay, cho nhân vật okay. Nào đó sai thì sao? Ok, thì mình vẫn take a chance đúng không? Check a grain of salt đúng không? Đó. Rồi sao lại là hai cái? Giữ thân thử cho vui vẻ cũng được. Ok, giữ này là chim mồi cũng được. Đấy, vậy đấy. Để ra cái đấy cũng, ra hai cái kia để ra cái này cũng được mà, đúng không? Ok. Được một cái hoa á, nhưng mà... ok. Cái này nó khó không, qua được cái hoa kia đó. Cái này không qua được cái hoa kia đâu. Cái này thôi, nhựa cuối. Đây là nhựa cuối của tập Let's 3. Và đó là... Ok, khó, cái này hơi khó, trừ khi nó bốn dòng. Khó. Khó quá. Khó thiệt chứ. Cái bộ hài. Ok, đó, nó cũng hài thiệt. Thật là hài cốt. Cứ chim mồi cái đã. Tỷ lệ. Em không thấy nó tệ lắm, anh có thể lên 8 thử. Bây giờ chỉ có một đường cho nó ra, biết là gì không? Ôi, tính xác thường bạo không? Hôm nay đi đúng đường á. Anh đi sai đường rồi. Thấy không? Giờ cao chứ nó 28. Tại bỏ rồi đó. 35 mới được. Ok, chim mồi thế là đủ. Rồi. Bây giờ chúng rồi, ta nhỉ? Sẽ tới nhân vật chính. 39 39 thì thường nó bắt đầu nó screw phải không? Giống như T1 bị đi đốt á em. Cho nên là chúng ta sẽ nói đây là một con chim mồi. Ok. Thiếu rồi thôi, biết sao giờ. Đó nó đang ngồi đấy không? Thật là một cách bùng nổ để kết thúc cái video. Rất bùng nổ, mình lên luôn đi. Coi nó đang 1000 điểm thì mình kết thúc luôn. Bùng nổ 1000 điểm. Nó còn ráng vô cái dòng ngon ở ráng cuối nữa. Ráng vô cái này nữa.